Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh video Đức Đồng Hồ Vintage Watch. Phiên hôm nay ngày 30 tháng 7, em chia sẻ 22 chiếc đồng hồ gồm đồng hồ cơ và đồng hồ pin từ thương hiệu Nhật và Thụy Sĩ. Rất cảm ơn tất cả anh em thời gian qua đã ủng hộ kênh video Đức Đồng Hồ Vintage Watch. Anh em vui lòng đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất và lịch phát sóng bên em vào sáng thứ 3 và sáng thứ 6 mỗi tuần anh em nghe, vào lúc 9 giờ, từ 8 rưỡi đến 9 giờ anh em. Ok, em lấy mã số 1. Chiếc này là chiếc Technot này, mặt kính vát cạnh rất đẹp anh em nghe. Con này thì có một cái mặt rẻ tia màu nâu, màu hổ phách á, ở xung quanh thì đậm, ở giữa nó nhạt lằn. Foam này là foam Myro nha anh em, hay gọi là foam trứng cũng được nè. Anh em nhìn kỹ mặt kính này, còn cực đẹp anh em, mặt kính đá và kim cương. Mẫu này thì nó sẽ ghi là Technot 1 sao Polaris nha anh em. Polaris, máy có trợ có tay, máy automatic có trợ có tay anh em. Con này thì nó sử dụng bộ lịch nhanh nha. Nó lịch nhanh nha anh em. 3 4 này, anh em vặn theo chiều kia đồng hồ á. Dây ring rất đẹp anh em, nó sẽ có cái sớ sọc dưa như vậy. Con này nắp đáy sau có logo. Tất cả là nguyên bản nha anh em, riêng cứng luôn. Cái mẫu này là số 1 2 triệu. Con này size ngang của nó là 35 nha anh em. Size ngang 35. Và size dọc của nó thì em sẽ đo theo cái kiểu phong trứng là 41 nha anh em. Khá là to. Em lên tay cho anh em xem nè. Đó. Tay em là 16,7. Đều là hiện tại là hơi lỏng một chút, tầm khoảng 17 đổ lại nha anh em. Dây tay 17 đổ lại, dây tay cái bộ dây còn rất là ok luôn, dây thép đúc nha. Đó, anh em nhìn kỹ mặt số này, con này mặt số cực đẹp luôn. Mặt Technot Automatic Polaris, mặt hổ phách trải tia đậm lắm anh em. Có nghĩa là nó làm vân á, rồi nó sơn lên theo kiểu mà của hãng á, chứ không phải là nó trải tia anh em nghe, nó làm vân nó sơn lên thì tia nó sẽ đậm hơn. Màu sắc rất đẹp, vỏ thép cũng ok. Con này size ngang là 35. Sử dụng bộ máy này anh em, bộ máy automatic của Technot, máy còn cực mới luôn nè. 25 chân kính. Anh em lưu ý là em sẽ không có lay code những đồng hồ này thường xuyên nha anh em. Nghĩa là tất cả những đồng hồ trên đây, trên bàn của em này, em không lay code phụ. Em cũng không có thói quen là thường lay code nhiều, hoặc là anh thói quen đeo nhiều. Thành ra khi mà lay trên video nó sẽ, nhiều lúc nó sẽ cầm lên nó mới chạy thì cái balance nó sẽ không có, balance nó không có đảo mạnh anh em, đảo sơ sơ thôi. Anh em lưu ý nha. Hình thức con này còn mới cứng luôn. Nói chung là thanh niên, người lớn lớn tuổi chút xíu để cho cái mẫu này nhìn rất nam tính anh em. Mặt số cũng quá đẹp luôn. Chị những đồ hồ xưa người ta làm mặt số kiểu như vậy này. Ok, mẫu số 1 của anh em 2 triệu nha anh em. Tiếp theo mẫu số 2 là một chiếc Titoni dòng Cosmo King. Mẫu này rất là hiếm anh em. Mẫu Titoni 88 này nó rất là hiếm, không còn nhiều anh em. Con này thì nó sẽ để em xoay cái kim giờ qua dễ thấy này. Đó, dòng Cosmos này 25 nhân kính, nó ghi là Rotomatic cho anh em. Titoni hãng xưa, mặt hai lòng ở giữa thì cái màu xanh, mặt cái lên dầu nhẹ thôi, dốc 6 giờ để em chỉ switch. Foam này là foam kiểu như đĩa bay á, bề ngang sẽ hơn bề dọc nha anh em. 43 đó, cổ tay lớn cho anh em nghe, cổ tay tầm khoảng 16 năm trở lên là ok. 36,3 là size dọc, size ngang 43, núm ring có logo Titoni này, logo mai 5 cánh, dàn khóa nguyên ring luôn, đó dàn khóa ring cho anh em mẫu này. Nắp đáy cũng có logo Titoni, đó cái mặt vỏ sau hơi xước, khi mà gửi thì em sẽ đánh lại đánh bóng cho anh em nghe cho nó sạch sẽ. Tất cả nguyên ring nha anh em,
Câu này để em kiểm tra cơ giới lịch. Có hai lịch nha anh em, một lịch thứ, một lịch ngày. Đúng rồi. Nó sẽ lịch nhanh cả hai luôn, anh em rút ra một nắp và vạn này. Xu và ngược là lịch thứ nhảy. Riêng lịch thứ nó sẽ có một cái tiếng một chữ số trước lịch thứ nha anh em. Ví dụ như bây giờ hiện tại là thứ hai là số 1 này. Thứ ba là số 2, anh em lưu ý nghe. Số 4 thành ấn lịch nó sẽ dài hơn một chút xíu, nó có lịch một ô để ghi cái chữ nữa, ghi cái thứ, ghi cái số nữa. Máy automatic có trợ có tay kim dây màu xanh, nó trùng sẽ trùng màu xanh của mặt số như vậy, rất đẹp. Bên 25 nhân kính lên tay và mở máy sau cho anh em nghe, lên tay cho anh em xem cái mẫu này. Hiện tại thì dây còn một cái chút dây để mới nới ra thôi, đúng một chút dây thôi anh em, thì tầm khoảng 17 đổ lại hoặc là 16 năm tay em ấy thì đó 17 đổ lại nha anh em. Lên tay rất hay. Đặc biệt thì cái mẫu này nó sẽ có hai số 8 nha. Đặc biệt cái mẫu này có hai số 8 nha anh em. Hai số 8 ở đây. 88 code mo 88. Máy móc đây nè, máy Titoni. Vẫn còn khá là mới, Rotomatic rõ ràng và 25 chân kính nha anh em. Máy đóng 25 chân kính, máy có trợ có tay. Hỗ trợ được nhanh cả hai luôn, lịch thứ lịch ngày đều nhanh nhanh hết luôn anh em. Hình thức cùng mới và đẹp anh em. Cái mẫu mà mẫu form theo kiểu mà form đĩa bay này nó không có nhiều nha anh em. Và cái mặt số code mo 88 nó cũng nhiều, nhắc lại trên dưới đồng hồ Titoni này, cái hãng này hình như cũng đời mới, không còn nhiều này, không 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 có thể ra cái đồng hồ Titoni đời mới rồi. Con số 2, con này 2 triệu nha anh em, form đọc lại cho anh em luôn. Tiếp theo mẫu số 3 là một chiếc Seiko Atus. Mẫu này thì nó sẽ sử dụng một máy Seiko 21 chân kính, mặt số rất đẹp anh, mặt số màu xanh xanh kiểu xanh navy, nó hơi đậm chút xíu. Thì cái mẫu này nó sẽ bơm lịch thứ nha anh em, bơm lịch thứ. Nếu mà lịch thứ thì lịch ngày sẽ nhanh, đúng rồi, lịch ngày là lịch nhanh một nấc nha anh em. Anh em rút ra một nấc nữa thì anh em sẽ chỉnh giờ, đơn giản vậy thôi. Về chung dây Seiko luôn, dây linh kiện anh em, không phải dây riêng. Dây linh kiện có nghĩa là dây riêng của Seiko nhưng không phải của cái đồng hồ này nha anh em. Bảo em báo cho anh em cái dây linh kiện nha. Chạy dòng máy 7019 của Seiko Atus. Thương hiệu là thương hiệu bình dân anh em, đây một thương hiệu phổ thông, rất nhiều người dùng ở Nhật. Size 36,3. Form đẹp anh em. Form này mặt số tuyệt đẹp luôn. Kim cọc còn bán, nói chung là em thấy cái độ hoàn thiện của Seiko á, nó rất cao nè, có nghĩa là nó không phân biệt nhiều về những cái thương hiệu, những cái dòng cao cấp và dòng bình dân, có nghĩa là nó cái độ hoàn thiện của những dòng bình dân của nó cũng cũng khiếp lắm em nhìn bộ cọc kim này nó bay ngót luôn, sử dụng bộ máy 7019. Dòng máy này anh em, đây dòng máy 019 của Seiko. Máy đang chạy trơn tru ổn định. 21 chân kính ở đây. Góc này đóng chỉ ra băng này. Con này dây tay là 16 năm anh em nghe. Dây tay 16 năm. Để em đóng cái nắp cho nó kỹ đã. Dây tay là 16 năm, mẫu này là mặt số còn đẹp và số 3, con này 1 triệu nha anh em. Cái mẫu này thì anh em về thay cái dây dây da cũng đẹp lắm, mẫu này thay da vẫn ok. Anh em lưu ý là lịch nhanh cả hai nha. Lịch thứ lịch ngày đều nhanh hết.
Tiếp theo mẫu số 4 là một chiếc tectot còn rất là cứng này. Đây là chiếc tectot skyline bắt quái, mặt kính ring anh em, mặt kính mica, mặt kính đá này, em nhầm, kính đá ring dài đẹp lắm, núm ring có logo. Anh em nhìn kỹ cái dây này, dây lụa cũng rất đẹp anh em, dây luồng nha, lưu ý là dây luồng nha, anh em luồng vô đây này thì nó sẽ có những cái có nghĩa là anh em có thể co giãn thoải mái nha, nó sẽ tăng lên tăng xuống và anh em bấm nút này nó gắn vào thôi. Rồi chiếc này là số 4, con này 2,7 triệu nha anh em. Anh em nhìn kỹ mặt số cực đẹp luôn, 2,7 triệu mã số 4, dây lụa đẹp, tất cả nguyên ring. Thì cái tích nó có nhiều logo đáy này, logo sư tử, logo này là logo một trong những logo ít thấy nhất, đó là logo có dấu cộng này, tích nó skyline đóng chữ xích máy ở trên. Đây nhìn kỹ mặt số còn rất đẹp, mặt đáy còn rất đẹp anh em. Con này sử dụng bộ máy automatic có trợ gốc tay, máy vàng hồng 20-25 đúng không ta? Đúng rồi, 25 nhân kính, chạy 3 lần gai, máy rất đẹp anh em. Đó, những tiêu chuẩn sự thể nằm đây này, có dấu cộng ở đây, bảng thép và máy 2522 anh em. Máy vàng hồng cũng rất đẹp luôn á. Anh em muốn xem máy rõ hơn thì anh em nhắn tin Zalo, em sẽ gửi hình máy chi tiết qua cái Zalo cho anh em. Khi gửi hình máy thì nó sẽ rõ hơn riêng video, tương đối là nhiều. Còn đẹp lắm anh em, mẫu này còn rất cứng ngắc luôn. Lên tay cho anh em xem này, dây thì còn thoải mái luôn. Mặt số 4 2,7 triệu, mặt số bắt quái rất đẹp anh em. Dòng máy này thì nó sẽ sử dụng cái bộ lịch đỏ quanh năm nha anh em, từ ngày 1 đến ngày 31 đỏ hết. Điểm kiểm tra lịch theo kiểu là kiểu 24 giờ hay là lịch để em lấy ra ngoài cho nó tiện thao tác. Con này lịch 24 giờ nha anh em. Anh em xoay 24 giờ 9:12 thôi, 24 giờ 9:12 đó. Anh em lấy 24 giờ nhảy một lần là 9:12 nhảy thêm một lần nữa thì cái video cái kiểu đó thì em hướng dẫn rất nhiều trên video rồi cho anh em. Rồi con này số 4 2,7 triệu, hình thức còn rất mới và cứng này, dây dợ nguyên riêng hết luôn. Tiếp theo mã số 5, một chiếc đồng hồ khá là thú vị này. Đây là một chiếc đồng hồ van chê rong công tân tinh. Cái mẫu này là mẫu van chê rong hàng dựng nha anh em, nhưng mà ở nước ngoài về luôn, nghĩa là ở Nhật về luôn á, thì không biết là nó làm kiểu này cũng khá là hay. Anh em nhìn kỹ dây này, cái dây này thì nghĩa là cái dây em nghĩ là mạ bạc thôi, nắp đáy cũng có mạ nhưng mà bị mòn anh em, mòn góc này này, anh em về spa lại góc này nha. Đó, cái dây nó đang anh em, nó đang làm đúng hero ring luôn. Cái mẫu van chê rong thì nó sẽ có một cái mẫu tương tự như vậy, nó làm cũng gần như cái vỏ nhìn cũng khá là hay á. Đó, anh em nhìn kỹ này, cũng có logo này nọ đầy đủ hết. Con này số 5800 thì cái mẫu này nó sẽ dùng bộ máy có tay của Thụy Sĩ nha anh em, có tay của Thụy Sĩ rõ ràng luôn á, em có kiểm tra hết rồi, nó ghi là van chê rong Geneva, góc 12 giờ đến góc 6 giờ thì đóng 2-4 hộp sòn nha anh em. Cũng đẹp lắm. Cái mặt số thì cũng làm tương tự với cái dây, nhưng mà nó sẽ màu hơi ngã vàng chút xíu. Rồi size 30 anh em, 30,5 đó, hai cái ngang dọc thì lại chút xíu. Để em đo lại cái size của Technot, nhiều lúc lại quên. Technot thì cái mẫu này nó sẽ size 35 nha anh em, đúng là 35,46 46,7 gần 35,5. Ok, số 5 con này 800 nha anh em. Đó, em chia sẻ con này cho anh em về mình chơi, mình kiểu như mình cũng chung cũng độc lạ hay lắm. Chạy bộ máy có tay, để mở máy cho anh em xem nghe. Dây này.
Đây, sử dụng bộ máy này anh em. Đây là bộ máy 17 chân kính của Thụy Sĩ nha. 17 chân kính GB của Thụy Sĩ. Máy này có tay nha anh em. Mà đang chạy cũng tốt lắm. Đóng dự suýt góc này anh em. Đó, mở ra mới thấy cái con này làm cũng nó làm cũng cũng ghê. Đó, trước khi vào máy thì anh em bỏ cái vỏ trước nha. Thôi mình đóng vào máy thôi. Nhớ là đúng chiều là được. Đó, đây là cách cơ bản nhất để anh em vào những con máy mà máy mỏng như vậy mà thường nó nằm trên những dòng có tay của Rado, Technot rồi Wattime á, kiểu kiểu như vậy. Rồi, mẫu số 5. Con này 800 nha anh em. Cho anh em về nghịch cái dòng này. Tiếp theo mẫu số 6 là một chiếc đồng hồ Bulova. Mẫu này cũng rất đẹp anh em. Con này 3,7 triệu. Con Bulova Automatic chuẩn Thụy Sĩ anh em nghe. Mẫu này thì nó sẽ chạy bộ máy lỗ đáy 2892 21 chân kính đóng chữ Bulova. Đó, máy chạy rất mượt anh em, những dòng 2892 thì nó sẽ đóng cho nhiều dòng đồng hồ anh em. Từ những con rẻ tiền tới những con cực kỳ đắt tiền cũng đều là máy này. Bản lỗ đáy riêng nha anh em. Cái nước vàng thì anh em nhìn kỹ vẫn còn cực đẹp luôn, nước vàng anh em nhìn kỹ này, nó cũng còn bán lắm. Con này size 34 hơn một chút xíu đây, em có đo rồi. 34,4. Số 6 là 3,7 triệu, chạy máy automatic. Riêng cái máy này cũng gần như bằng tiền đồng hồ rồi nè. Những cái dòng máy thứ hai này. Đấm có logo. À không, nhúm cái đính đá. Con này thì nó sẽ về chung với lại sợi dây ring, sẽ ring Bulova này và khóa ring luôn. Đây cũng là khóa ring Bulova. Đời mới thì Bulova nó sẽ có một cái lưỡi hái nha anh em, có logo như vậy này. Nó không phải là logo Bulova chữ B hồi xưa nữa. Nó dây thì cũng đã qua sử dụng, cũng có súng nhẹ rồi nè. Nhưng mà vẫn đeo bình thường nha, anh em nhìn kỹ này. Vẫn đeo ok. Anh em cứ về thay dây cũng được, hoặc là đeo thẳng bộ dây này cũng ok, không vấn đề gì đâu em. Rồi, máy có automatic có trợ có tay Bulova thì cái máy 282 này nó sẽ trợ lịch nhanh luôn nè. Lịch nhanh ở đây. Đó. Số 6 còn là 3,7 triệu nha anh em. Hình thức cùng rất đẹp luôn. Giờ khóa nguyên riêng, cái mẫu này thì em hết hộp rồi. Hết hộp Bulova, nếu có hộp Bulova thì em cũng bỏ vào cho anh em cái hộp cho nó gần như nó nguyên bản như vậy á. Bulova hết hộp mất rồi. Anh em nhìn kỹ mặt số nha. Đơn giản thôi nhưng mà rất đẹp, mặt trải tia. Để em xoay cái kim này cho nó nằm ở vị trí ok đấy. Đó, anh em nhìn kỹ này. Mặt trải tia automatic đóng vị switch máy gấp 6 giờ. Chân càng đẹp lắm anh em. Con này càng cũng dài nè, nói chung là tay khoảng 16 năm trở lên là đeo thoải mái. Càng 41 nha nè, 41,4. Rồi con này số 6, 3,7 triệu nha nè. Hình thức cùng mới và máy vàng khè luôn. Rất đẹp. Tiếp theo mẫu số 7, con này 1,5 triệu. Một mẫu Citizen Thai. Mặt riêng hai lòng nha nè. Ở ngoài thì nó sẽ kẻ những cái đường vạch sơn vàng điểm giờ, ở giữa thì nó sẽ sơn màu mà sẫm banh trải tia. Máy có tay nha anh em. Con này nước vàng vẫn còn đẹp nha. Nó thấy sao thì bị như vậy nè, bị rỗ bọc vàng 20 micron. Nó sẽ bị rỗ lên em này. Để khi gửi em sẽ dán một cái miếng dán để khi mà anh em đeo lên tay, anh em mồ hôi thì không có bị kiểu như bị lỡ thêm nữa. Rồi con này là số 7, 1,5 triệu nha anh em. Mặt dưới thì nó không còn đẹp như mặt trên thì quá ok luôn. Size 35,57 anh em. Size 35,57. Số 7, 1,5 triệu. Giờ khóa linh kiện nha anh em. Để mở máy chiếc này.
Đây anh em, sử dụng bộ máy Citizen 21 chân kính. Lan dây cũng rất êm anh em. Mẫu này Citizen lan dây êm lắm, 21 GBL. Máy 301. Máy cũng vẫn còn mới. Đó, nắp đáy trong anh em thấy là không bị lủng em. Nó bị rỗ thôi. Rồi. Số 7, 1 triệu rưỡi nha anh em. À, size 30. Em đo lại cái size. Hình như 35,5 đúng rồi, 35,58. Tiếp theo mẫu số 8, con này 2 triệu 9 là chiếc Invicta. Đây là thương hiệu cũng khá là nổi tiếng từ thị sĩ xưa. Và đây là thương hiệu cũng rất nhiều anh em thích, đó là chiếc Invicta. Anh em nhìn kỹ cái vỏ này còn đẹp nha anh em, đặc biệt mặt số rất đẹp anh em, mặt số trải tia, trải tia từ 6 giờ trải lên nha anh em. Nhìn cái kỹ chút xíu cái đoạn này, nó sẽ trải tia kiểu không phải từ trăm tâm trải ra mà nó trải từ 6 giờ trải lên, nó sẽ khác với chiếc này chút xíu. Anh em nhìn kỹ này, đó chiếc này để tâm ra này, còn này trải từ 6 giờ trải lên này. Đó, cái ánh sáng nó sẽ khác nha anh em. 41 chân kính Invicta. Lắp đáy sau lắm logo con cá nha anh em. Con này là size 34,73. Size cũng đẹp anh em, đặc biệt bộ càng cực cũng khá là dài. À, càng 42,33. Càng dài anh em. Và size cũng đẹp nữa. 41 chân kính của Invicta. Cái con này thì nó sẽ hỗ trợ cái lịch nhanh theo kiểu 24 giờ 9:12 nha anh em. Anh em xoay lọc lần 24 giờ để em xoay cho anh em xem là hiện tại là ngày 4 nha. Ô lịch nó cũng chung cổ lịch, nó cũng vác theo cái kiểu mặt số á, bên to bên nhỏ chứ không kết vuông nha anh em. 15 này anh em trở về góc 9 giờ đi, lên lại này, không 9 giờ không được, anh em trở về góc 8 giờ đó, lên lại đó, anh em thấy không, nhảy số 6 này trở về 8 giờ nha anh em. Nếu mà 8 giờ không được thì trở về 6 giờ luôn. 7. Con này em kết nhất cái bộ cọc số. Bộ cọc số làm hay lắm, nó làm sớ và bóng vào cái cọc số phụ, nó làm theo kiểu thần tam giác có vát cạnh nha anh em, rất đẹp luôn. Lắp đáy logo con cá Invicta. Để mở máy mẫu này cho anh em xem nha. Con này chạy máy Thụy Sĩ Automatic, thương hiệu xưa, hình như là máy vàng thì phải. À đúng rồi, máy vàng nha anh em, máy vàng của Invicta 41 chân kính nha. Con này 41 chân kính, switch máy cái góc này nè. Máy đang chạy cũng rất êm. Nếu mà anh em kinh nghiệm về đồng hồ á, thì anh em nhìn cái búa nó đảo á, búa nó đảo theo kiểu nó nhẹ không nhẹ là anh em biết cái máy đang chạy tốt. Hoặc là khi mà người thợ người ta lau dầu kỹ càng á, thì cái búa nó xoay rất là nhẹ nè. Rồi. Mã số 8 con này 2 triệu 9 nha anh em. 2 triệu 9 mã số 8. Hình thức còn đẹp, mặt số tuyệt vời luôn. Giờ có linh kiện anh em. Tiếp theo, mã số 9, đây là một chiếc đồng hồ có tay của Thụy Sĩ. Cái mẫu này thì nó sẽ sử dụng bộ máy có tay nha anh em. Bộ máy có tay của Thụy Sĩ. Nó ghi chữ là Desmo. Có cái logo hình cái đồng hồ với trai chữ Desmo á, góc này anh em này, 17 chân kính, chạy kim rúng. Nói chung là em rất thích kim rúng anh em, công Thụy Sĩ nào mà kim rúng hoặc là nhặt kim rúng em đều rất thích cái mẫu này. Vỏ thì nó sẽ có chân chấm nhẹ thôi anh em, nó không có đáng kể nha. Đó, cái chấm nhẹ phía trai này. Phía dưới thì nó sẽ vỏ inox nha. Cái nấm ở góc này. Lại có tay vẫn ok. Ừ, cái nấm này chắc em phải thay cái nấm to hơn cho anh em nghe. Đó, nếu anh em đồng ý thì em thay cái nấm to để lên cái tay nó dễ hơn. Chạy bộ kim rúng
con này số 9 1,5 triệu. Size thì 34 nha anh em, mẫu này size 34 chưa tới này, mẫu này size 33,7 33,8 33,76 này, 33,76 nha anh em. Kéo khóa linh kiện càng cũng đẹp lắm, mặt số thì tuyệt vời luôn. Số 9 1,5 triệu. Cái mẫu này thì em mở máy cho anh em xem nha. Đây, sử dụng bộ máy này. Đây là bộ máy vàng hồng của Thụy Sĩ, chạy 17 chân kính. 17 chân kính góc này anh em nè. Góc này nó chỉ suýt mét này. Đó, đây là những thương hiệu mà gọi là thương hiệu gần như là bữa nay nó không còn nữa đâu anh em. Nó đã lạc mắt rồi. Mắt thương hiệu này rồi. Thì những chiếc đồng hồ của những thương hiệu mà Thụy Sĩ xưa như vậy mà không còn nữa thì nó cũng không có nhiều nha anh em. Không còn nhiều. Nhiều chiếc anh em thấy một lần thôi, không gặp lại lần thứ hai. Ok, số 9 1,5 triệu nha anh em. Thụy Sĩ váy vàng hồng, chân càng ôm rất đẹp anh em. Con này cũng khá là mỏng nữa. Con này size 33,7 nha anh em. Tiếp theo mẫu số 10 là một chiếc đồng hồ T-shirt. Mẫu này thì nó sẽ chạy máy Nhật nha anh em. Lưu ý nha. Anh em lưu ý cái mẫu này nó sẽ chạy máy Nhật, không phải chạy máy Thụy Sĩ. Máy có trợ có tay. Máy móc thì nó sẽ làm lộ đây, chạy bộ máy 23 chân kính. Thường dùng cái dòng này nó sẽ chạy máy Citizen nha. Máy Citizen, máy Miyota. Cái vỏ nó mạ lớp vàng cũng hay, mặt số cũng đẹp anh em. Con này size 39. Đúng rồi, cái mẫu này size 39, số 10 con này 1,4 triệu nha em. Đó, về chung với sợi dây có khóa T-shirt gập nè. Đóng như T-shirt gập, dây này thì nó không đóng như T-shirt. Ở đây nhìn kỹ nha. Anh em lưu ý là chạy máy Nhật nha anh em. Nếu mà chạy máy Thụy cái dòng này thì nó sẽ tầm khoảng rơi vào đó tầm khoảng 8-9 triệu. Tùy theo. Nhưng mà con này chạy máy Nhật nha. Rồi ok, số 10 có được 1,4 triệu nha anh em. Size 39 và có cũng khó giống như T-shirt. Tiếp theo số 11 700, một chiếc Citizen chạy máy automatic, mặt số màu xanh banh cũng khá đẹp anh em. Có lắm tấm nhạc cái đường viền thôi nhưng không đáng kể nha anh em. Vỏ cũng mới lắm, nắp đáy đóng có logo chữ Citizen. Còn cứng ghê. Rồi, cái mẫu này nó sẽ chạy bộ máy automatic bốn màu đen nha anh em. Đó là dòng máy V2 của Citizen. 21 chân kính. Con này em giảm giá này, còn 700 thôi. Nói chung cái mẫu này thì anh em về đeo thoải mái, đeo hàng ngày được. Mà giá thành lại rẻ nữa. Rồi số 11 700, mẫu này thì size của nó là size, con này size lớn nha. 37,5 và 37,57. Số 11 700. Dây khóa linh kiện nha anh em, tất cả dây da đều dây linh kiện hết, trừ con Bulova thôi. Con này dây da ring này. Đó, còn tất cả là dây linh kiện hết anh em. Tiếp theo mẫu số 12 là chiếc đồng hồ Citizen Dead Lucky. Đó, đây là anh em lưu ý cái mẫu này. Riêng dòng Citizen và anh em phải hết sức lưu ý cái mẫu Citizen Lucky này. Đây là dòng máy rất nổi tiếng của Citizen về độ mỏng. Và thứ hai nữa là dòng máy có tay rất đẹp anh em. Thì con này nó sẽ có đét, thành ra nó sẽ có ngày anh em, thì nó sẽ dài hơn những chiếc mà không có ngày chút xíu. Nhưng mà nó vẫn nằm trong cái độ mỏng của Citizen. Nói chung là nó là về chuyện xưa anh em nghe. Chứ bây giờ thì nhiều con đồng hồ cực mỏng rồi, 1-2 ly cũng có nữa. Ấy là hồi xưa người ta thi nhau có độ mỏng, thì những con này cũng nằm trong danh sách như vậy. Nhìn kỹ nè, ở sau nó đóng cái đường viền, nó ghi là chữ Blacky của Citizen. Bạn ấy mẫu này thì size lớn nha em. Size 38 luôn á, 38,38. Là rất đẹp anh em. Mặt số màu xanh banh, cực đẹp luôn. Nó ghi chữ là 22 chân kính này. Bara 40 water này và có chữ Bara sock nữa. Có nghĩa là cái chữ Bara 40 water thì nó sẽ chống nước ở mức độ 40 m cho anh em. Còn Parasoft thì nó là
chống sốc cho đồng hồ. Tất nhiên là chống nước bây giờ không còn nha anh em. Anh em lưu ý ngay, chống nước không còn nữa. Chống sốc thì còn ok. Đây, dòng máy này, đây là dòng máy Citizen Lucky. Rất đẹp đây này. Máy đang chạy cực êm luôn, 22 chân kính. Máy mới càng luôn này. Đó, anh em lưu ý nha. Những cái mẫu này là chống nước là lúc trước thôi, bây giờ là thấy chống nước rồi. Rồi, mã số 12. 1 triệu rưỡi nha anh em. Xe 38 nha, lưu ý là xe 38 á. Là dài rất êm của dòng này. Nó có một lịch ngày ở đây. Con này lịch theo kiểu điểm kiểm tra. Cái mẫu này khả năng là 24 giờ luôn á. Đúng rồi. 24 giờ 12 nha anh em. Mặt số cực đẹp luôn. Tiếp theo mẫu số 13 là một chiếc đồng hồ Invicta. Đây là thương hiệu của Nhật cho anh em. Cái mẫu này thì nó chạy cái bộ niềng súp, nó tương tự giống như Rolex á. Nó ghi chữ Invicta bên hông nữa này. Sử dụng bộ máy của Seiko nha anh em, NH25. Máy này của Seiko, đúng rồi. Nó ghi chữ Invicta Watch ở đây này, góc này anh em. Tất cả nguyên ring, trừ dây khóa thôi. Cái như anh em về thay cái dây da và con này thì đeo cũng đẹp lắm. Giờ thì giờ thép đây nè. Em đâu có niềng nghe. Niềng là 40 nha em. Con này niềng 40. Size 40. Máy automatic. Nút cổ chai nha em. Anh em rút ra và chỉnh giờ và chỉnh ngày ở đây. Để em lấy ngày. Hiện tại đây lấy ngày em này, góc này này. Đó. Thì những cái nút mà giặt của những chiếc đồng hồ cơ thì có khả năng nhiều lúc nó rất nhạy anh em. Anh em phải cảm giác chút xíu là thì mình lấy giờ nó rồi giống, nói chung là quen quen tay chút xíu thì lấy thoải mái. Còn khi mà xoay thì anh em cứ rút từ từ nghe. Tại vì có những nút rất là nhẹ. Chạy máy automatic của Nhật cho anh em. Của Seiko. Liền xoay êm luôn. Còn này tay cổ tay lớn nghe. Cổ tay lớn thì đều thoải mái luôn, số 13 1 triệu 2. Nói chung là cổ tay tầm khoảng 16 rưỡi 17 trở lên thì đây đều ổn rồi. Rồi, chiếc số 13 1 triệu 2 nha anh em. Số 14, con này cũng 1 triệu 2 luôn. Đây là chiếc đồng hồ máy răng cưa Citizen Autodesk. Cái con này thì nó sẽ có một cái khi sử dụng bộ máy răng cưa 19 chân kính nha anh em. Mặt số màu xanh banh cũng đẹp lắm. 37 anh em, xe mặt 37. Thì những chiếc này nó sẽ có lịch giặt nha anh em. Nó giặt cái lịch thứ ở lịch ngày á, lịch thứ 24 giờ. Anh em giặt này. Mạnh ra. Khi mà giặt ra ngoài cùng á thì nó sẽ không có chỉnh giờ được anh em. Anh xoay cho anh em xem này. Cái đắt thứ hai mới lấy giờ nghe. Đó, đắt này lấy giờ này. Có nhiều anh em rút ra hết cỡ rồi mà xoay không lấy giờ được thì cái điện báo em là không lấy giờ được. Trường hợp nó cũng gặp vài lần rồi. Ok. Hình thức cũng đẹp, vỏ cũng đẹp anh em, chạy bộ máy răng cưa. Đây dòng máy răng cưa của Citizen cũng khá là nổi tiếng nha anh em. Đây, bộ máy răng cưa của Citizen, máy cũng khá là mới. 19 chân kính nha anh em. 19 siêu veo. Máy có trợ có tay. Con này thì em gặp vài cái trường hợp rồi, có nghĩa là cái dòng Citizen này nó cũng hay lắm. Nhiều lúc có những chiếc 17 chân kính là không có trợ cốt tay, nhưng mà gặp nhiều chiếc cũng vẫn có trợ cốt tay. Em vừa rồi mới gặp một chiếc tới 23 chân kính nhưng mà nó không có trợ cốt tay này. Cũng tùy theo mẫu. Rồi, số 14 1 triệu 2 anh em. Size là 37,1. Số 15, chiếc này em giảm giá còn chỉ có 500 thôi. Cho anh em sưu tầm cái dòng Seiko xưa này. Đây là dòng Seiko Sportman Dolphin Deshock 17 chân kính. Dolphin cá heo này. Nắp đáy sau thì nó cũng bị Dolphin cá heo luôn.
Nói chung rất cứng cáp và đẹp anh em. Lên ôm tay lắm. Những cái mẫu như vậy. Đó lên này. Con này size 35,68. Hình thức còn đẹp anh em. Cô 17 chân kính. Làn dài rất êm anh em. Và đang chạy bon luôn. Chiếc này thì anh em sử dụng hàng ngày là thoải mái nha. Thường á, lên dây anh em thể lên hết cỡ thì tích cost tầm khoảng những chiếc như vậy thì khoảng trên 30 tiếng một chút xíu. Nói chung là hồi xưa á, anh em chỉ cần trên 24 tiếng là thoải mái rồi. Ok, số 15, con này 500 nha anh em. Size 35, ủa sao 35,7 anh em. 35,68, 69 á. Con này 500. Số 16 là một chiếc đồng hồ Christian Mod. Mẫu này thì nó sẽ chạy bộ máy automatic của Thụy Sĩ. Niềng rất đẹp anh em, cái niềng băm này, niềng băm kẻ caro, máy nhạy lắm. Con này thì nó sẽ sử dụng lực nhanh nha, 25 chân kính automatic của Thụy Sĩ. Nắp đáy đây, chiếc Dan Mod, tất cả là bản thép. Con này thì sử dụng bộ máy automatic của Thụy Sĩ này. Nói chung Thụy Sĩ tầm giá này là rất là rẻ rồi đó anh em, máy vàng này. Máy vàng khè luôn của Thụy Sĩ. Nó đóng chữ T ở đây. Máy này có trụ cốt tay nha anh em. Máy rất đẹp luôn. Con này thì anh em về mà nếu thay sự sĩ lụa ngang, đầu ngang thì nó đẹp. Nếu mà anh em thích đeo dây thép á, còn để cái dây đầu thẳng thì cũng đẹp nè. Đầu thẳng nó vẽ nó dễ vào dây lắm. Rồi. Đơn giản thôi mà đẹp lắm anh em. Máy có trụ cốt tay. Size con này là size 35 anh em. 35, số 16 con này 1 triệu 6 nha. Mặt số màu trắng kiểu như trắng men á. Gọc kim còn đẹp lắm, mảnh lắm. 1 triệu 6 nha anh em. Tiếp theo số 17 là một chiếc đồng hồ của Anba. Đây là chiếc đồng hồ Anba chuẩn của Nhật nha anh em. Full titanium siêu nhẹ luôn. Nó nhẹ lắm, nó tầm khoảng nó rất nhẹ này, lên tay rất nhẹ anh em sử dụng hàng ngày đi làm thoải mái luôn. Con này điểm mi titanium. Đó. Thì cái mẫu này nó sẽ có hai á, là nó sẽ có một cái nút nhấn ở đây nha anh em, nhấn để lấy cái đây mình kỹ này. Đó. Nó sẽ lấy cái đèn ở dưới mặt số nó lên nha. Đó, rất là hay để cho anh em dùng mình đi làm cả đêm thì cái đèn rất là lợi hại anh em. Luminer nhiều lúc vẫn không có kham nổi cái vụ này. Thành ra là phải chơi cái đèn này cho nó chắc ăn. Ok, số 17, 300 chạm máy pin nha anh em. Máy pin và con này thì size 38,55. Em đo là em né cái cục này. Cái cục này là cục gì đâu không biết nữa. Nó làm cái kiểu như vậy cho nó cân đấu thì phải. Số 17, 300, dây tay 16,5. Ừ, con này dây dài anh em, 17 độ lại, có một chốt dài ở đây nữa. 300 thôi. Chạm máy nhặt nha anh em. Số 18, con này là 450. Đây là chiếc đồng hồ Seiko mặt hai lòng. Rất đẹp anh em. Cái mẫu này thì nó sẽ phù hợp với anh em cổ tay nó vừa vừa anh em, tầm khoảng 16 năm độ lại là đẹp. Mặt số cũng đẹp lắm. Con này thì anh em đi tặng người lớn. Đúng bài luôn anh em, tại vì nó mỏng nhẹ và nó có cái thao tác mà anh em để đeo nó dễ lắm. Đây là chiếc đồng hồ chính hãng của Seiko. Anh em nhìn kỹ này. Đó. Nắp đáy này. Còn rất đẹp luôn. Dây dở đúc hết luôn. Cái mẫu này thì em vẫn còn cái mắt dây thừa nha anh em. Đeo là đơn giản như vậy. Bấm đây. Là xong thôi. Hiện tại thì cái tay của em nó vẫn là 16,5 thì đeo vừa. Đó, anh em về muốn nới ra thì em sẽ gửi thêm mắt dây. Hình như còn cả một sen luôn á.
tầm khoảng 17 18 vẫn thoải mái nha. Cái máy cũng mỏng thôi nè, nó tầm 5,8 ly thôi. Anh em mua tặng là đúng bài luôn. Rồi số 18 450 thôi. Bản thép. Tiếp theo số 19 là một cái quả quýt nha anh em. Cái kiểu như quả quýt đeo lên tay, treo hoặc là đeo lên cổ còn được á, kiểu dây chuyền á. Con này thì của ai? Của Seiko nha anh em. Đây này, của Seiko. Máy pin kim mắt ngỏng, cọc số la mã cũng còn đẹp anh em. Có hai miếng dán trước và dán sau chống trầy. Con này chưa sử dụng máy. Dai cũng còn đẹp lắm. 300 mã số 19. Size 26,8. Anh em xem lại mặt số nha. Đó, mặt số đây. Con này thì nó sẽ làm cái, đúng rồi, con này khả năng là đeo lên, đeo lên cổ. Tại vì khi mà nó làm cái dây mà nằm góc 6 giờ là khi mà anh em đeo lên cổ thì anh em cầm lên ngó này, nó dễ hơn này. Đúng là con này hình như đeo dây chuyền á. Rồi số 19 con này 300. Tiếp theo số 20 là một chiếc đồng hồ Sunlot 17 chân kính. Con này là của Nhật nha anh em, thương hiệu của Nhật. Đó, chữ S, logo chữ S của giống logo của Seiko này, nhưng mà không phải, logo Sunlot nó khác chút xíu. Con lắc tay anh em, ngang là 18 thôi, kiểu lắc tay, tay 16 cho nữ nha. Nó sẽ mạ một lớp vàng nhẹ nhẹ như cái màu vàng 10 ấy, nó hơi trắng trắng chút xíu, nó không có đậm. Đây, lắc tay có một sợi dây xích để nó giữ lại luôn, không bị rớt. Chạy máy là có tay của Nhật, hai kim, số 20 con này 300 nha anh em, cũng hay lắm. Máy có tay nha anh em, máy pin. 21 là một sợi dây, con này là sợi dây lụa của Nhật nha anh em, sợi dây lụa cũng đẹp lắm. Em đâu có đầu nghe, cái sợi dây này bấm theo kiểu là anh em lấy ra đây góc này nè, đó, nó sẽ tiện lắm, nó sẽ tiện hơn sợi dây lùn nhiều. Rồi ngang là 18 nha anh em, 17,94 là anh em bỏ vừa 18. Nếu anh em thấy khi mà vào cái càng hơi chặt thì anh em mài nhẹ chút xíu thôi, còn 17,5 là ok. Rồi số 21 200. Số 22 là sợi dây chung nha, con sợi dây chung có văn cũng còn đẹp, có văn nó làm theo kiểu cũng đẹp quá ha. Dây chung này, con này thì ngang hình như là 18 luôn á. Đây đúng rồi, 17,96 nha anh em. 17,96,95 thì nó rơi vào 18 nha. Nếu mà anh em thấy và hơi khó thì anh em mài về 10, chính xác á, thì mài khoảng là 10 17,7 là vào rất là dễ nè. Và khi mình lay tay mình đeo mình sụp trịch thì nó không đào cái gàng của mình. Rồi số 22 200, kết thúc video anh em. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh theo dõi video. Nếu thấy hay anh em cho em một lượt đăng ký kênh và một lượt like trên kênh Đức Đồng Hồ VintageWatch. Bên em vẫn bán hàng qua hai số điện thoại và một số tài khoản duy nhất là mang tên là Nguyễn Hồng Đức anh em, Vietcombank. Cái số tài khoản với lại số điện thoại thì em cũng có trên phần mô tả video, anh em cứ nhắn vào đó nghe. Ok, chúc anh em một ngày mới tốt lành. Xin chào.